Con coi nè, đây là phương pháp châm cứu để chữa bệnh đau thần kinh tọa. Con hãy nhìn cho kỹ cách ta châm cứu nghe. Hơi đau một chút, ông ráng chịu nha Zara. Con nhớ cho kỹ nghe. Dạ. Ủa, con qua sớm vậy? Con vô nhà đi. Dạ. Con ngồi đi, chú lấy nước cho con nha. Dạ. Tuyệt vời quá. Đây chắc là phép màu kỳ diệu. Đó cũng là thành tựu của cả cuộc đời của chú đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu châm cứu được chưa? Dạ. Cảm ơn con, cho chú gửi lời hỏi thăm thầy Khổng. Dạ. Con xin chú dạy con hóa trang có được không? Ừ? Con mới nói gì? Con muốn học hóa trang. Hôm nay á, chú cảm thấy khá hơn rất nhiều. Những cơn đau không còn đến bất chợt nữa. Giấc ngủ á, cũng sâu và ngon hơn. Cảm ơn con nhiều lắm. Con thật là giỏi đó. Có kết quả tốt là do thầy kiên trì chữa trị và tập luyện. Không đâu, con giỏi thật đó. À mà khoan, con mới gọi ta là gì? Là thầy. Bất kỳ ai dạy cho mình môn gì cũng phải gọi là thầy. Đúng rồi, là thầy. Thầy rất vui khi có một đứa học trò giỏi giang, xinh đẹp và tốt bụng như con. Bây giờ chúng ta học tiếp chứ? Dạ thầy. Được rồi, hôm nay thầy sẽ hô biến con thành một người khác mà chính bản thân của con cũng không nhận ra. Thank you.
con hãy tự xem mình đi. Dạ. Con thấy sao? Con đây sao thầy? Không khác gì một bà lão thật sự. Từ tóc chiếc chân chim, quần sau con mắt, môi, không khác gì một bà lão thưa thầy. Điều này thật là kỳ diệu. Cứ tưởng điều này chỉ có phép màu mới làm được chứ. Nhị hợp quyền hai, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, sáu, mười bảy, hai. Võ sao không nói anh chỉ cho mà phải lén tập như vậy? Tại em sợ thầy cô nói em là con gái không được. Con gái tập võ thì cũng có gì đâu mà ghê gớm. Vậy thì anh Sáu dạy cho em đánh võ được không? Nếu em muốn. Em muốn. Vậy thì ngay bây giờ. Hôm nay các bạn sẽ đấu với nhau để coi các bạn tiến bộ như thế nào. Đầu tiên thì tôi xin mời Sửu và Tý, hai em lên đi. Rồi, hai em chào đi. Thủ. Đấu. Tốt lắm. Rồi, em về chỗ đi. Tiếp theo là mời Kiệt Nhật Hê. Chào. Mày có sao không? Không sao.
con tôi ra, thả con tôi ra, thả con tôi ra. Buông ra. Mẹ ơi. Mẹ gì? Mẹ. Ở đâu mẹ? Mẹ cho mẹ con ơi. Buông ra. Sao? Thả mẹ ra. Mẹ tôi ra. Mẹ đâu? Ơi.